Vâng các bác ạ, ngày hôm nay thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc xe bán tải. Đây là một trong những dòng xe mà rất là thịnh hành, dành cho các bác nào muốn đi công trường, công trình, hay là các bác nào mà có cái sở thích là thích một chiếc xe bán tải gầm cao và chạy thì rất là đồ sộ thế này. Với dòng bán tải thì nó có rất nhiều loại, như là Mazda, như Ford hay là như Toyota. Đó là những cái chiếc xe mà rất thông dụng. Và ở đây thì Tuấn Anh cũng giới thiệu đến cho các bác một chiếc xe Mazda PT50. Đây là một cái mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật Bản và đang đeo tên tư nhân biển 15C12152. Chiếc xe thì các bạn nhìn thấy rất là to. Tuấn Anh người đã to rồi nhưng mà đứng con bán tải này thì nó lại chiếc bán tải này không là gì với so với chiếc bán tải này cả. Đây là một chiếc Mazda PT50 sản xuất năm 2014 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2015. Tên tư nhân biển Hải Phòng, nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Thương hiệu thì thương hiệu của Nhật thôi, nhưng chiếc xe thì nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Và họ trang bị hộp số tự động, máy dầu 2.2. Đấy. Một chiếc xe được trang bị một lớp sơn màu vàng thẫm và cát đấy. Một chiếc xe khá là đẹp cho mọi người. Thương hiệu cánh chim Mazda là một trong dòng xe rất là bền, lành và khá tiết kiệm nhiên liệu. Thực ra thì Tuấn Anh bán được rất ít những cái dòng xe bán tải, nhưng ở đây thì có thì Tuấn Anh cứ quay lên cho các bác. Nếu các bác nào thích thì là alo trực tiếp cho em. Các bác nào đang có nhu cầu muốn chiếc xe bán tải tầm hơn 300 triệu hơn 300 triệu các bạn đã có một chiếc Mazda PT50 2014 đăng ký lăn bánh lần đầu 2015, máy dầu 2.2 số tự động, lắp thùng lửng các bạn nhé. Với dòng bán tải này thì nó rất là phù hợp với tất cả mọi địa hình, kể cả là đường đèo, đường dốc hay là đường trong đô thị thì nó vẫn là phù hợp. Vâng, hơn nữa thì chiếc xe được mang trên mình một lớp sơn của hộp số lớp sơn vàng cát và hộp số tự động, nên chiếc xe nó cũng khá là ổn định để cho các bác có thể dùng. Và chúng ta nhìn thấy ở mặt đằng trước này, thực ra con bán tải nào nó cũng rất là lì xe và trông nó rất hầm hố. Đây là mặt đằng trước này, đèn của nó là như một cái đèn hình thoi, tạo lên cái vẻ rất là to khỏe của chiếc xe. Form dáng còn rất là lì. Thương hiệu Mazda được bố trí ở vùng giữa mặt ga lăng, nó rất là nổi trội cho chiếc xe này. Xe thì cam kết cho quý hàng là keo chỉ zin 100%, không một lỗ nhỏ, không có đâm đụng, không tai nạn và máy số zin không cầm nước. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc bán tải này, dàn lốp của nó này, nhìn này, máy em vẫn đang để lỗ nhá, và bên trong của nó này anh em có thể nhìn thấy tất cả các dòng xe mà gầm cao, anh em có thể xí máy và sát tận bên trong này, anh em có thể nhìn để biết được bên trong nó có những cái gì và nó có bị mục mọt hay không. Tất cả hệ thống cua lốp của nó này không có vấn đề gì. Xi nhan được tích hợp trên gương đầy đủ hết theo xe. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Rất là cao các bạn nhé, rất là cao. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho em. Và ở bên ngoài thì đã được lắp thêm cái tay lắm mở cửa và vè mưa chân kính của nó, bậc để chân để lên xuống các bạn nhé. Tất cả bên trong này một cầu các bạn nhé. Và phía sau được sử dụng hệ thống sóc nhíp nhíp này, nó rất là đẹp và rất là chất lượng cho mọi người. Vâng, đây thì chúng ta đang có cái lắp thùng lửng. Lắp thùng này thì nó rất là thời trang và rất là đẹp, đúng không ạ? Biển Hải Phòng. Và tất cả hệ thống đèn hậu của nó cũng đã được ốp mạ của đôm, rất sạch sẽ và đẹp đẽ cho mọi người. Rất là đẹp và sạch sẽ cho mọi người các bạn nhé. Đây là thùng bên trong của chiếc xe này. Thùng bên trong của nó thì để cũng tương đối là nhiều đồ, rất phù hợp với các bác nào mà đi công trường, công trình, có một chút đồ máy móc hay là xẻng hay là tất cả mọi thứ để lên thì rất là hợp lý, đúng không ạ? Dàn lốp của nó thì tương đối là đẹp và rất chất lượng cho bà con. Vậy thì quý khách hàng nào có nhu cầu về chiếc xe này thì có thể liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Với chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là 385 triệu, 385 triệu để các bác có thể sở hữu về chiếc xe bán tải PT50 sản xuất năm 2014 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2015. Đây là cái dàn lốp của nó rất là mềm, rất là đấy, đẹp. Bên trong của nó anh em thấy đây, không có một cái vấn đề gì, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và mở cửa ra thì với chiếc bán tải này thì trang bị hệ thống nội thất của nó là ghế da, một chiếc xe cũng khá là đẹp và nổi trội. Trang bị hai dàn điều hòa, chân nỉ nguyên bản nội thất ghế da. Trên vô lăng thì khá là đẹp, xe chạy chuẩn 15 vạn. Tất cả cái đường chỉ ở bên trong xe này nó còn nguyên bản.
và hệ thống gương kính chỉnh điện, gương cột xe, keo chỉ còn zin. Đấy các bạn đây. Đấy, keo chỉ còn zin các bạn nhé. Đấy, hệ thống kính của nó còn rất là đẹp cho mọi người. Đấy, bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc BT50 này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Sàn của nó thì vẫn là sàn nỉ nguyên bản này, vẫn sàn nỉ nguyên bản, nội thất ghế da nguyên bản, keo chỉ zin các bạn thấy đây, tất cả cái đường chỉ của nó rất là zin. Đấy, tất cả hệ thống keo chỉ bên ngoài của nó cũng rất là đẹp, tất cả những hệ thống ốc của nó vẫn chấm sơn. Đó, một chiếc xe bán tải BT50, một chiếc xe còn khá là đẹp và rất chất lượng, được quý khách hàng cũng như quý bà con của bác chị em. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu với giá thành là 385 triệu đồng và còn bớt cho anh em lộc lá để anh em đến xem xe, bớt chút đỉnh để cho anh em lấy lộc, đúng không ạ? Đó, một chiếc xe khá là ổn định cho mọi người. Đó, tất cả bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu sở hữu bán tải thì đây, thích cái dòng Mazda PT50 này với cái tầm tiền hơn 300 triệu thì đây là một chiếc xe khá hợp lý cho mọi người. Đó, rất là chất lượng cho mọi người. 385 triệu có bớt cái lộc cho bà con. Vậy thì bà con chỉ cần nhấc máy lên và alo cho em thôi là có ngay chiếc BT50 bán tải rất là to, cao, gầm và máy dầu số tự động. Đó, rất tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả này, tất cả của nó rất là đẹp, rất là đẹp cho mọi người. Xe của nó không lỗi nhé các bạn nhé, không lỗi luôn, không lỗi luôn. Nội thất của nó qua thời gian sử dụng thôi, còn đâu tất cả những cái con ốc này, quy cánh cửa này, còn rất là đẹp cho mọi người. Đó, 385 triệu một chiếc xe BT50 2014, đăng ký lăn bánh lần đầu 2015, phiên bản số tự động, máy dầu 2.2, đang có mặt tại Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Các bạn đừng ngại gì mà nhấc một cuộc điện thoại lên, nếu đã thích thì gọi điện cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cho các bạn một cái giá cực kỳ hợp lý. Đấy, cực kỳ hợp lý, tại vì Tuấn Anh là không chuyên với cái dòng bán tải nên là có hợp lý, có tí lãi là Tuấn Anh bán thôi. Đấy, các bạn nhé, có hợp lý có tí lãi là Tuấn Anh bán thôi. Trên vô lăng chiếc xe thì có một cái thương hiệu logo của Mazda. Đấy, hệ thống còi của nó và trang bị cruise control ga tự động. Đấy, đàm thoại rảnh tay, hệ thống màn hình. Và trên đây thì nó có một cái lắp cái gì nữa thì em chả biết là nó là cái gì cả. Đấy, chả biết là cái gì. Đây là áp suất lốp này. Đó, nói chung là rất nhiều đồ chơi, rất nhiều đồ chơi. Hệ thống điều hòa của nó cũng khá là mát nhé. Đấy, củ số này. Đấy, chân nỉ này. Đấy, nội thất này. Đấy, bà con có thể thấy được đây là một cái mẫu xe mà khá là chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con của bác anh chị em. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên ạ. Đừng ngại gì mà không nhấc máy lên. Các bạn chỉ cần nhấc máy lên các bạn đã giảm được khoảng tầm đâu đó 5-7 triệu là quá ok rồi. Và dòng bán tải này cũng là một trong cái dòng xe vừa đi gia đình, vừa đi công trình, vừa đi công trường thì em nghĩ là nó cực kỳ hợp lý, đúng không ạ? Nó không có cái gì phải suy nghĩ cả. Máy êm, gầm chắc côn số ngọt, xe cao, gầm máy thoáng, chúng ta nhìn để chúng ta lái thôi đã thấy yêu rồi chứ chưa nói gì là ngồi cả đấy các bạn nhé. Máy dầu thì chúng ta mua những cái dòng xe đời cao này thì nó có độ cách âm cũng khá là tốt và cái độ chống ồn, độ hôi hám của chiếc xe cũng rất là tốt luôn các bạn nhé. Gạt mưa phun nước đầy đủ và giờ chúng ta sẽ xuống mở cái phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy của chiếc xe này, xem chất lượng máy móc của nó thế nào, nó có ổn định hay không. Dòng máy dầu đặc biệt cái lỗ rất là giòn tròn. Đấy, đây là phần máy của chiếc xe này, Mazda PT50 và tất cả những cái tem của con máy này còn nguyên bản, tất cả những chấm sơn của nó, máy số zin, cam kết cho anh em là máy số zin, máy số rất là khô ráo và lỗ rất là êm. Với khối động cơ 2.2 thì cái động cơ của nó rất là bé đó, nhưng mà nó rất là khỏe, đúng không ạ? Tất cả cái đầu răng của nó này, cái đèn của nó này đó, còn hai bên còn như nhau này, đầu răng của nó này. Một chiếc xe nói zin cả xe luôn. Một chiếc xe khá đẹp luôn. Cũng chia ABS này, cabo nguyên zin này, không có bị lỗi luôn. Cabo nguyên zin, tấm nỉ cách nhiệt còn rất là đẹp, đúng không ạ? Cabo nguyên zin. Vâng, một chiếc xe bán tải BT50 2014, đăng ký 2015, máy dầu 2.2, máy Mazda luôn các bạn nhé. Máy Mazda luôn, tất cả còn rất là đẹp cho bà con. Chúng ta sẽ xem qua cái phần gầm một chút.
Đây gầm của nó này, anh em thấy được. Gầm như mới luôn các bạn nhé. Tôn vỏ mỏng tanh. Vâng, vừa rồi thì em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho anh em về chiếc xe Mazda PT50 2014, đăng ký 2015, máy dầu số tự động 2.2. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu từ trước ở Thái Lan với giá bán 385 triệu đồng. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bạn chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.